nổ tung thi thể. Sau khi được thiên phú nâng cấp, phạm vi nổ tăng lên không ít, lại còn 360 độ không góc chết. Quả thực là thần kỹ hủy thi diệt tích. Xem ra uy lực của dẫn bạo trên có lẽ mạnh hơn không ít. Đến phó bản mỏ Tây Hải xem thử đi. Sau khi cốt binh từ cấp hắc thiết lên cấp thanh đồng, cần 70 điểm tinh thần lực mới có thể triệu hoán một con, mà tinh thần lực của ta mới có 300. Trải qua thiền định hồi phục đêm qua, triệu hoán được 4 cốt binh mới, không gian triệu hoán 48/100, cốt binh số lượng 48. Không vội, sẽ có một ngày ta lấp đầy không gian triệu hoán. Đó là lối vào phó bản mỏ Tây Hải sao? Đội khó bình thường, ba thiếu một cần một vú em. Đội khó bình thường, có pháp sư và trị liệu cần một kỵ sĩ. Đoàn đội tinh anh phó bản mỏ quặng, độ khó cấp ác mộng, có kỵ sĩ, pháp sư, thích khách, thiếu vú em và hỗ trợ hệ khống chế. Núi quặng, có thể chọn độ khó, cấp bình thường, cấp ác mộng, mặc dù không có độ khó địa ngục. Nhưng độ khó bình thường cũng đã là quái vật tinh anh mạnh gấp mấy lần quái vật ở bên ngoài. Trong độ khó ác mộng càng là quái vật tinh anh loại hình cường hóa, độ khó còn cao hơn. Nếu chọn loại bình thường thì cần khiêm, chuyển vận và vú em tổ đội, ác mộng thì cần ít nhất 5 người. Đội hình xong hỗ trợ, xong chuyển vận, chàng trai trẻ cậu là triệu hoán sư sao? Thuật thám chắc, bởi vì mang theo huy hiệu ngăn trở, thuật thám chắc đã mất hiệu lực. Chàng trai trẻ, cậu có muốn sát phó bản với chúng tôi không? Chúng tôi có thiếu một người chuyển vận, cậu hẳn là triệu hoán sư nhỉ? Chuyển vận của triệu hoán sư cũng không tồi, có muốn hợp tác không? Bọn tôi là đội ngũ tinh anh đánh độ khó ác mộng, nhận được trang bị chúng ta chia đều. Cũng may y tặng ta tấm huy hiệu ngăn trở, ngược lại bớt được không ít chuyện. Không cần đâu, cảm ơn. Mời xác nhận có chọn độ khó ác mộng hay không? Xác nhận, cậu ta tiến vào phó bản rồi. Một mình cậu ta tiến vào phó bản. Không phải chứ, cậu ta sát một mình, cũng quá tự cao rồi. Người anh em vừa dùng thuật thám chắc ơi. Nói một chút thông tin của cậu ta đi. Cậu ta cấp bao nhiêu? Chức nghiệp gì? Không, không nhận được bất kỳ thông tin gì cả. Thế thì chờ xem cậu ta có thể sống sót đi ra hay không. Nói không chừng chỉ là một tên nhãi chỉ được cái mã ngoài, nhìn thì dạng người, nhưng thực chất yếu như gà thì sao? Trong phó bản mỏ Tây Hải, mùi mỏ tanh nồng quá, xem ra bước khỏi vòng tròn này sẽ bị quái vật phát hiện. Yêu tinh thủ vệ mỏ quái vật, tinh anh loại hình cường hóa, đẳng cấp 14, sức mạnh 800, độ linh hoạt 400, tinh thần 200, thể lực 1000. Kỹ năng, tấn công gây choáng. Không hổ là quái vật tinh anh loại hình cường hóa, thuộc tính cao hơn quái vật bình thường không biết mấy lần. Sức mạnh và thể lực đều cực cao, cho thấy lực tấn công và phòng thủ của nó đều cực kỳ biến thái. Chức nghiệp kỵ sĩ cấp 14, thuộc tính thể lực cũng chỉ từ 300 đến 400, hoàn toàn không đấu lại quái vật tinh anh loại hình cường hóa này. Nếu như không hợp tác tổ đội chức nghiệp giả bình thường, hoàn toàn không thể qua ai phó bản cấp ác mộng này. Nhưng thuộc tính của bọn chúng còn kém xa cốt binh của ta. Bắt đầu công lược, kích sát yêu tinh thủ vệ mỏ cấp 14. Kinh nghiệm cộng 4.200. 4.200 kinh nghiệm cao gấp 10 lần quái vật cùng cấp. Hay là nói giết một con quái ở đây tương đương với giết 10 con quái bên ngoài. Đi, giết quái cũng chỉ trong 1-2 giây. Như vậy tốc độ luyện cấp của ta có thể nhanh lên không ít. Mỗi một góc, mỗi một đường đều không thể bỏ qua. Kích sát yêu tinh thủ vệ mỏ cấp 14. Kinh nghiệm cộng 4.200, nhận được xương cốt nhân 5. Kích sát yêu tinh thủ vệ mỏ cấp 14. Kinh nghiệm cộng 4.200, nhận được lớp lông nhân 6. Dùng thời gian 5 phút, cuối cùng cấp 11 rồi. Sau khi thăng cấp, tinh thần lực hoàn toàn hồi phục, có thể lại triệu hoán 4 cốt binh nữa. Danh tính, Lâm Mặc Ngữ, chức nghiệp, tử linh sư độc nhất, đẳng cấp, 11, sức mạnh, 120, độ linh hoạt, 120, tinh thần, 40/400, thể lực 120, trang bị 0, không gian triệu hoán, 56/100, cốt binh số lượng, 56, thiên phú, tăng toàn diện cấp 2, tính độc nhất, kỹ năng bị động, di chuyển sát thương, kỹ năng chủ động, linh hồn hỏa diễm, cấp 11, triệu hoán cốt binh cấp 11, nổ tung thi thể cấp 1, di chuyển sát thương, tất cả sát thương tử linh sư nhận được đều do vật thiệu hoán chịu đựng, linh hồn hỏa diễm cấp 11, thiêu đốt linh hồn mục tiêu, gây sát thương thiêu đốt, uy lực phụ thuộc vào tinh thần lực và cấp bậc kỹ năng của bản thân, triệu hoán cốt binh cấp 11, triệu hoán một cốt binh cấp thanh đồng, nổ tung thi thể cấp 1, làm nổ tung thi thể tạo thành sát thương 10% cho sinh mệnh thi thể kẻ địch trong phạm vi 1m. Sau cấp 10 thuộc tính cơ bản gia tăng càng lớn, lúc trước mỗi lần tăng cấp sức mạnh độ linh hoạt thể lực đều tăng 10 điểm, bây giờ biến thành 20 điểm, tinh thần lực lại tăng 100 điểm. Tùy theo từng lần thăng cấp, sự gia tăng thuộc tính sau này sẽ càng ngày càng lớn. Cốt binh cấp thanh đồng, sức mạnh 1.700/200, độ linh hoạt 1.700/200, tinh thần 1.700/200, thể lực 1.700/200, kỹ năng đòn cuồng nộ, gây sát thương 200% sức mạnh của bản thân đối với mục tiêu. Thuộc tính cơ bản của cốt binh tăng 20 điểm, sau khi phóng đại lên 10 lần cuối cùng tăng 200 điểm. Nổ tung thi thể cấp 1, tại sao tất cả các kỹ năng đều thăng cấp, chỉ duy nhất nổ tung thi thể mới học được lại vẫn là cấp 1. Nếu như Ninh Y ở đây, có lẽ cô ấy sẽ biết.
Dọn dẹp hoàn tất khu vực trước mắt, đẳng cấp 11, 32,22%. Hử, sói vương khu mỏ đầu đàn tinh anh, đẳng cấp 15, sức mạnh 5-2000, độ linh hoạt 2000, tinh thần 5-2000, thể lực 2500, kỹ năng ngầm giống. Đến thuộc tính của con đầu đàn đã đạt tới mức này, xem ra thuộc tính bất cuối của phó bản sẽ còn mạnh hơn nữa. Mặc dù thuộc tính của ngươi cao hơn cốt binh của ta, nhưng đáng tiếc, ngươi chỉ có một mình. Lên, cầm giống, lấy thể lực của cốt binh miễn cương có thể chống lại đòn tấn công của Lăng Vương. Sử dụng kỹ năng, đòn cuồng nộ. Kẻ địch thể lực càng mạnh càng có lợi cho quân đoàn cốt binh của ta. Cầm giống, lực tấn công kỹ năng lần này hiệu quả chấn động, ngược lại không tồi. Chạy trốn, đầu đàn phó bản vậy mà còn biết chạy sao? Không đúng lắm, lùi lại hết đi. Sói giữ khu mỏ đẳng cấp 14, sức mạnh 600, độ linh hoạt 600, tinh thần 200, thể lực 1000, kỹ năng, cắn xé, thuộc tính không mạnh, nhưng số lượng quá đông, ít nhất phải lên tới 100 con. Chức nghiệp giả bình thường em rằng kể cả tổ đội 5 người cũng hoàn toàn không thể ứng phó với nhiều sói giữ khu mỏ như vậy đi. Nhưng ta là tử linh sư, đây đều là điểm kinh nghiệm của ta. Kích sát sói giữ khu mỏ cấp 14, kinh nghiệm cộng 2800, nhận được ra sói nhân 3, nổ tung thi thể. Sau khi được thiên phú thăng cấp, sát thương của nổ tung thi thể cũng biến thành 100% lực sinh mệnh của sói giữ. Kết quả chính là biểu sát. Kích sát sói giữ khu mỏ cấp 14, kinh nghiệm cộng 2800, nhận được ra sói nhân 2. Kích sát sói giữ khu mỏ cấp 14, kinh nghiệm cộng 2800, nhận được đã sói nhân 3. Kích sát sói giữ khu mỏ cấp 14, kinh nghiệm cộng 2800, nhận được ra sói nhân 4. Đẳng cấp 11, 32,22% đến 72%, đối xử bình đẳng, ngươi cũng thưởng thức thử đi. Mới có 15.000 điểm kinh nghiệm, chỉ tương đương với 5 con sói dữ, tỷ lệ chất lượng quá thấp, có điều vận khí của ta không tồi, vật phẩm rơi ra đều khá có giá trị. Kích sát sói vương khu mỏ cấp 15, kinh nghiệm cộng 15.000, nhận được răng nanh sói vương, nhận được tinh hạch quái vật cấp thấp. Dọn dẹp một đường dọc theo thông đạo, hẳn là rất nhanh có thể gặp được boss cuối cùng. Sau này sát phó bản cấp địa ngục, kinh nghiệm có lẽ sẽ càng nhiều. Kích sát chiến binh yêu tinh tinh nghệ, kinh nghiệm cộng 4.500, nhận được xương thú nhân 6. Phó bản này trước sau đều là hơn 1 tiếng thăng một cấp. Dựa theo hiệu suất thế này lại sát thêm vài lần nữa đừng nói là cấp 16. Cấp 18, cấp 19 cũng có khả năng. Chị à, chúng ta rất nhanh sẽ có thể gặp mặt. Chỉ cần xử lý nó hẳn là sẽ có thể lên cấp 12 nhỉ. Dậy thôi, đại gia hỏa, yêu tinh vương quái vật cấp thủ lĩnh. Đẳng cấp 16, sức mạnh 3.000, độ linh hoạt 1.500, tinh thần 1.500, thể lực 3.000, kỹ năng hỏa diễm phun trào, càn quét, trấn xá. Của nhiên, thuộc tính của boss cuối đặc biệt là sức mạnh và thể lực cao hơn cốt binh rất nhiều. Cốt binh 54/56, một đòn này của nó làm cốt binh của ta mất đi 2 con. Đòn cuồng nộ, ta hiểu rồi, thuộc tính của ta quá yếu. Thể lực 120 điểm trước mặt yêu tinh vương sức mạnh 3.000, lực phòng ngự quá yếu. Sát thương chuyển rời đi tự nhiên nặng hơn nhiều so với bản thân cốt binh nhận được. Xem ra bản thân ta là điểm yếu duy nhất, sau này phải thích lũy thể lực rồi. Yêu tinh vương, quái vật cấp thủ lĩnh, đẳng cấp 16, sức mạnh 3.000. Độ linh hoạt 1.500, thể lực 3.000, tinh thần 1.500, cốt binh cấp thanh đồng, đẳng cấp 11, sức mạnh 1.700, độ linh hoạt 1.700, thể lực 1.700, tinh thần 1.700. Xem ra với sức mạnh bây giờ của cốt binh, không thể đối kháng trực diện với boss. Có điều, ta có một quân đoàn cốt binh.